Bản tin COVID-19 ngày 26 tháng 6 năm 2021 của Báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Dịch bệnh bùng phát phức tạp ở nhiều địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh sắp lấy 2,5 triệu mẫu xét nghiệm trong 5 ngày. Tăng tốc phát triển vaccine COVID-19 của Việt Nam. 12.000 người được tiêm vaccine COVID-19 ở chợ Bình Điền. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại. Thành phố Thủ Đức tìm người từng đến khu vực có ca nhiễm COVID-19. Hết cảnh ngàn người tập trung đợi tiêm vaccine. Cách ly văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận vì cán bộ nhiễm COVID-19. Chợ truyền thống ra sao những ngày giãn cách xã hội. Và rất nhiều tin tức, phóng sự khác. Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin COVID-19 ngày 26 tháng 6 năm 2021 và đặt câu hỏi tương tác trực tiếp cùng biên tập viên Trúc Huỳnh vào lúc 20 giờ tối 26 tháng 6 năm 2021 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Đường link đến livestream đã được chúng tôi cập nhật ở phần bình luận và mô tả của video này.